Hôm nay thầy giáo xin hướng dẫn sử dụng phần mềm online hình thức trắc nghiệm chấm vn để ôn tập cái môn tin học theo hình thức trắc nghiệm hỗ trợ học viên ôn thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức thì chúng ta đã biết rằng kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức sẽ thi làm hai vòng à, vòng 1 là thi môn kiến thức chung môn tiếng anh và môn tin theo hình thức trắc nghiệm à, học viên phải đạt 50% điểm mỗi môn trở lên thì mới có cơ hội để dự thi vòng 2 là vòng chuyên ngành. Đối với môn tin học thi theo hình thức trắc nghiệm, có những đơn vị tổ chức là thi thực thi 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm, học viên phải làm được 15 câu trở lên thì mới qua được cái môn tin học. Đặc biệt môn tin học thì rất nhiều học viên có tính chất chủ quan là coi như là mình biết rồi, ôn tập là là không cẩn thận thì dễ bị rớt. Cho nên thầy giáo cũng khuyên rằng các em cũng không chủ quan được là vì rớt một môn là coi như mình không có cơ hội thi vòng 2. Thế cho nên môn tin học 30 câu 30 phút khi kỳ thi chính thức diễn ra thì mỗi một câu một phút thì chúng ta phản ứng cũng phải rất nhanh về với có thể làm tốt được. À, vì thế trên phần mềm mình thức trắc nghiệm vn học viên hỗ trợ à, học viên được hỗ trợ ôn tập để theo hình thức trắc nghiệm môn tin học để chúng ta rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính à, khi kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta phản ứng rất nhanh và đặc biệt là có hệ thống câu hỏi trách nghiệm mang tính chất phân loại học viên à, vì kỳ thi mà phải phân loại được học viên chứ còn làm các cái câu hỏi mà à, không có tính chất phân loại ấy, thì nó không đúng cái mục đích của cái kỳ thi thì à, à, học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0943078123 hoặc số thứ hai là 0912595654 để được cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm chúng ta ôn luyện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn tin học thường thức chắc nghiệm và các môn khác như môn kiến thức chung môn tiếng anh cũng thường thức trắc nghiệm thì à, chúng ta đăng chúng ta thực hiện là bốn bước bước 1, khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc là google chrome hoặc một cái trình duyệt nào đó bước 2, chúng ta chúng ta nhập tên phần mềm tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn à, hình thức trắc nghiệm vn là tên viết liền nhau và không có dấu Bước 3 là chúng ta chọn cái mục 5 môn tin học. Bước 4 là chúng ta nhập ký danh và mật khẩu được cấp. Thì sau đây thầy giáo sẽ thực hành luôn. Thí dụ như là à, đây là khởi động trình duyệt Google Chrome. Đấy thì chúng ta chú ý là khởi động trình duyệt Google Chrome. Thì à, chúng ta gõ vào cái địa chỉ ở dòng cái vòng mũi tên đây hoặc có cái khóa. Chứ nhiều em gõ ở dưới cho đây là trình tìm kiếm của Google. À, Google là trang tìm kiếm thông tin chứ không phải trình duyệt. Cho nên chúng ta phải gõ lên trên đây là hình thức trắc nghiệm chấm vn Sau đó nó ra cái giao diện màn hình Có đây có bộ não, đây có tên e-learning Thì sau đó là mục 1 là chúng ta đọc thấy là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức Mục 2 là kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức Mục 3 là kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã phường thị trấn Mục 4 là môn tiếng Anh Mục 5 là môn tin học Mục 6 là mục 7 là dành cho viên chức y tế môn kiến thức chung Mục 8 À, cho đến mục 15 là môn kiến thức chung dành cho giáo viên các cấp. Mục 16, mục 17 dành cho kiến thức chung dành cho viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. Thế thì khi đó là chỗ ở mục nào phải vào mục đó. À, chúng ta không thể vào một cái mục khác được, không mật khẩu không đăng nhập được. Thì chúng ta chọn vào mục 5 đây này, môn kiến thức chung. À, chúng ta kích chuột vào mục 5. Thì phần mềm yêu cầu chúng ta nhập ký danh và mật khẩu mật khẩu thì phân biệt chữ hoa chữ thường và phải viết liền nhau đấy chúng ta chú ý thế và mật khẩu không dùng chung được không giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một học viên là một số báo danh một mật khẩu không ai có thể đăng nhập được thì mật khẩu không dùng chung được đấy, các em chú ý phải bảo mật cái mật khẩu của mình nếu như các em cho bạn thì bạn nó chiếm cái quyền đăng nhập phần mềm thì các em sẽ mất quyền đăng nhập phần mềm thì sau đó chúng ta nhập xong chúng ta chọn login để vào phần mềm thì chúng ta cũng đọc một chút về cái hướng dẫn lý thuyết ở trên đây. Để riêng đối với môn tin học thì chúng ta cũng biết rằng là tin học thì nó có rất nhiều phiên bản của chương trình tin học như là út 2010, út 2012, 13 vân vân. thì như vậy là các thầy đưa lên đây mục 2 đây là các file câu hỏi và đáp án cho từng từng út một. thí dụ như file 200 câu hỏi cho út 2010 rồi ở dưới đây là 90 câu hỏi cho út 2013 Thì như vậy là nó 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 rất là mỗi một năm nó ra đời một cái út như thế Thì nó sẽ gì chạy theo cái câu hỏi trắc nghiệm nó cũng rất là khó khăn Đấy. Để tổ, tổ chức được một cái, cái 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 ôn tập Thì nó phải đúng cho mọi cái phiên bản Thì các thầy đưa ra mục 3 là câu hỏi trắc nghiệm môn tin học phần trọng tâm Nó sẽ đúng cho mọi cái phiên bản của Microsoft út Thí dụ như là à, soạn thảo văn bản út này rồi Excel này, ấy, rồi PowerPoint này, thì nó đúng cho mọi phiên bản là cái mục 3 này, đấy, này nó không phụ thuộc vào ấy, cái phiên bản nào. Thế thì đây là lý thuyết nó cũng rất rộng. Vì môn tin học thì cho đến nay cũng phổ cập rồi, thế cho nên các em những cái phần chính này, ví dụ như chúng ta kích chuột vào cái à, các file lý thuyết cơ bản thôi, các thầy tóm tắt lên đây, thì các em nên tải về để để in ra giấy hoặc đọc trên màn hình. Chúng ta kích chuột mục 1 đây là file út thì nó sẽ đưa ra chúng ta kích chuột dưới này thì nó sẽ mở ra cái file đây chúng ta đọc phần 1 là tin học cơ bản này các khái niệm này biết là gì này biết là đơn vị đô thông tin nhỏ nhất ký hiệu là là b nhỏ này một bit tức là à, một ký hiệu không hoặc một này vân vân để, để cái em đọc ở dưới này để để chúng ta nắm được cái khái niệm cơ bản nhất của về eh, công nghệ thông tin eh, rồi phần cứng rồi uh, phần mềm các tên từ tiếng Anh ví dụ máy tính cá nhân thì viết tắt là PC này personal computer này rồi máy tính sách tay có tên tiếng Anh là laptop này đấy thì những cái từ tiếng Anh đây cũng ít thôi thì chúng ta cũng nên nhớ cả từ tiếng Anh đấy, là vì có những cái câu hỏi trắc nghiệm để hỏi khối xử lý trung tâm viết tắt là CPU là Center này đấy sinh unit này đấy, chúng ta chú ý hay là có câu hỏi là bộ ram bộ nhớ tạm thời À, bộ nhớ tạm thời là khi chúng ta tắt điện thì eh, nó cũng mất mà đấy bộ nhớ ram thì viết cái từ ram này là viết tắt này à, của từ tiếng anh là random này Accept này memory thì chúng ta nên nhớ cả từ tiếng anh đây đây từ viết tắt và giải thích bên cạnh đây là cái từ viết đầy đủ của tiếng anh là bộ nhớ tạm thời đây là chỉ là bộ nhớ tạm thời chúng sẽ mất khi mất nguồn điện cung cấp à, chúng ta tắt điện thì cái bộ nhớ ram này được giải phóng và nó mất luôn đấy thì chúng ta chú ý là cái còn cái ở à, địa cứng à, viết tắt là HGG à, là hard disk drive đấy chúng ta để ý thế bộ nhớ ROM ROM viết tắt là bộ nhớ cố định à, read only memory thì bộ nhớ này chỉ đọc thôi là khi mất điện thì bộ nhớ này nó vẫn còn à, không bị mất đấy gọi là bộ nhớ bộ nhớ cố định này có nhiều tài liệu nói là bộ nhớ cố định hay à, là có chức năng lưu trữ các thông tin khi mất nguồn điện cung cấp nó sẽ không bị xóa và không bị mất đây là bộ nhớ ROM đấy thì đây là một cái tiến bộ của công nghệ thông tin là khi xe phát sinh ra bộ nhớ rom là à, viết tắt từ tiếng anh là read only memory thì các em phải nhớ từ tiếng anh đấy thì cái phương pháp à, lý thuyết những, tóm tắt những cái cơ bản nhất để chúng ta phải nhớ thì mới làm câu hội trắc nghiệm được thì khi chúng ta nắm được rồi à, lý thuyết đây à, à còn những những cái file mà à, đây chúng ta có thể là kích chuột vào cái file này để chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể in được cái file này nếu chúng ta kích chuột vào máy in hoặc ấn vào tải về thì file này là file không phải file um, uh, út mà Đấy, sau khi chúng ta nắm được lý thuyết rồi thì chúng ta sẽ gì tham khảo uh, các file trắc nghiệm cho từng út 2010 soạn thảo văn bản 2010 này soạn thảo văn bản 2013 này PowerPoint năm 2013 vân vân thì phần này thì giáo cũng khuyên nên các em uh, tập luyện ở trên giấy để chúng ta đọc rồi chúng ta có một cái đề thi thử trắc nghiệm trên giấy môn tin học này để chúng ta tham khảo. Còn trọng tâm chúng ta học cái mục 3 này là câu hỏi trọng tâm. Là nó đúng cho mọi cái phiên bản của Microsoft. Ví dụ Microsoft là Excel 2010 mấy cũng đúng hết. Thì đây thì các thầy đưa ra một cái chiến lược là ra câu hỏi trắc nghiệm. Là nó không phụ thuộc vào phiên bản. Và đề cương các đơn vị tổ chức à, ôn tập. Thì các em cứ ôn tập cái mục này thì phiên bản nào cũng đúng. Thế thì từng mục 1, ví dụ 1.1 là học câu hỏi trách nghiệm cho khái niệm công nghệ thông tin phần cứng mạng virus này. Rồi sau đấy là chúng ta học mục 1.2 xong. À, sau đó chúng ta tiến hành thi thử cái phần khái niệm công nghệ thông tin phần cứng mạng à, virus máy tính. À, thì phần này chúng ta cố gắng thi thử ít nhất 5 lần. Để chúng ta nắm tốt rồi, chúng ta chuyển mục khác. Chúng ta chuyển sang cái phần soạn tạo văn bản là 2.1. 2.2 sau ta lại thi thử cái phần soạn tạo văn bản. Sau 3.1 đây chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm với Excel Rồi sau chúng ta lại thi thử phần trắc nghiệm Excel với nắm được được như thế nào rồi, nếu nắm tốt thì chuyển mục khác mà chưa tốt chúng ta lại chuyển lên học phần trên. hay à là chúng ta sẽ học cái phần PowerPoint. Thì sau đó chúng ta thi thử phần PowerPoint nắm mức độ nào. Sau đó chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm phần Windows. À, sau chúng ta thi thử phần trắc nghiệm phần hệ điều hành Windows. Sau ta ta xem ta nắm tốt rồi thì chuyển mục khác chúng ta chuyển sang cái phần học ở internet để sau đó chúng ta thi thử phần internet để sau nắm được bao nhiêu Để chúng ta nắm tốt rồi chúng ta chuyển mục 4 là chúng ta làm cái đề thi thử trắc nghiệm môn tin học thì thi thử trắc nghiệm môn tin học phần mềm nó sẽ tạo đề ngẫu nhiên thời gian 30 câu 30 phút thì xem kết quả theo tỷ lệ phần trăm thì lúc đó chúng ta xem coi chúng ta có qua là không thì phần mềm nó tạo ra ví dụ như là phần internet lấy ra 5 câu phần Windows lấy 5 câu phần soạn thảo văn bản lấy 5 câu, phần Excel lấy 5 câu, phần khái niệm mới là à, cả, à, của công nghệ thông tin, mạng máy tính và virus lấy 5 câu. Thì tất cả có 6 phần. Thầy giáo lấy ví dụ như vậy, chúng ta lấy mỗi phần 5 câu. À, thì nó tổ hợp thành một cái đề thi ngẫu nhiên à, cho cái môn tin học để chúng ta thử sức. Đấy, thì chúng ta để ý là như vậy các thầy uh, trên phần mềm này bố trí các thầy chuyên đi dạy. Đấy, cho nên là cơ cấu một cái mục rất hợp lý để cho chúng ta vừa học vừa thi thử để xem cái môn tin học và thầy giáo cũng lưu ý các em không nên chủ quan môn tin học nhé vì không may mà rất môn tin học là tiếc lắm rất là tiếc vì mình làm rất tốt tin học và thực hành rồi à, vì tin học hiện nay là phổ phổ cập rồi mà đối với công chức viên chức thì gần như là ai cũng dùng tốt rồi nhưng mà khi thi chắc miệng cũng không chủ quan được đấy là vì một phút một câu phản ứng chậm phát là 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 sai cái phương án gây bẫy luôn là chúng ta trượt môn tin học thì tiếc lắm trượt trượt môn nào thì không không tiếc chứ trượt môn tin học thì quá tiếc là vì năm tốt rồi mà lại thi trượt tiếc rất là tiếc vì 15 câu phải đúng trở lên thì mới là qua được 30 câu mà, một phút một câu đấy các em chú ý thế thí dụ chúng ta kích trượt ở mục 1 để chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm khái niệm công nghệ thông tin phần cứng mạng virus máy tính ví dụ ta học tốt cái phần này rồi thì ví dụ kỳ thi thì người ta lấy cái phần à, hội đồng thi lấy cái này 5 câu hay là phần út lấy 5 câu, đấy, mà chúng ta nắm chỗ phần nào không tốt, chúng ta mất điểm Cái phần đó, đấy, chúng ta kích chuột mùng 1 Đấy, sau đó là Chúng ta sẽ bắt đầu tìm đến cái mục Thực hiện đề thi, sau chọn Start đấy, là bắt đầu làm bài Thì chúng ta để ý Phương án ABC đây Thì trong trong lúc học, về các thầy cơ cấu 60 câu để chúng ta học Một, một lần truy cập là vừa chứ còn khi kỳ thi chính thức diễn ra Có thể cơ cấu 30 câu hoặc là có cái đơn vị thi thăng hạng viên chức lấy 45 câu thì, thì, thì tạo 45 năm thì chúng ta chọn finish à, finish ở góc tay trái màn hình này để làm gì để chúng ta nộp bài sớm để kết thúc chúng ta tìm xuống phía dưới này là có chữ nộp bài nộp bài và kết thúc Đấy, để chúng ta xem phần đáp án thì trong quá trình học thì chúng ta nên đọc cả phương án đúng và phương án gây nhiễu thì dễ bị lầm tưởng về các phương án gây bẫy mà nó rất gần với phương án đúng nên các em nghiền ngẫm nên đọc cả phương án gây nhiễu Thí dụ như các em phải học các từ tiếng Anh này Thí dụ như là thuật ngữ RAM Viết tắt từ cụm từ nào dưới đây A, B, C, D Đây là JSON Accept Memory B là Gist Accept Memory C là Random Accept Memory D là Gist and Modify Thì rõ ràng đây là bộ nhớ ngẫu nhiên Thì chúng ta đã học trong lý thuyết rồi Thì rõ ràng nó viết tắt từ uh, từ là gì? Random là ngẫu nhiên, Accept memory Thì nhiều khi biết một từ tiếng Anh cũng rất lợi ta đoán ngay là random accept memory Là phương án đúng đây Đấy cho nên vừa nãy thầy giáo nói đi Thuyết các em phải chú ý cả từ tiếng Anh Thì có những câu hỏi để chúng ta kiểm tra từ tiếng Anh Như vậy phương án à, C là đúng của câu hỏi này Random accept memory Đấy thì chúng ta lấy đọc câu hỏi khác ở dưới đây Thí dụ như là à, Câu 4 này các độ à, các mật khẩu nào sau đây có độ khó khá khó phá nhất đối với hacker. Thì hiện nay mật khẩu này chúng ta biết rằng là à, công nghệ thông tin mà bây giờ mỗi một cá nhân có rất nhiều mật khẩu. Đấy, nào mật khẩu Zalo, mật khẩu Facebook rồi, mật khẩu email vân vân. Thì làm thế nào để các mật khẩu mà khó phá nhất đối với hacker? Thì à, chúng ta để ý ví dụ phương án A, password là một cái từ hay thuộc dễ nhớ hay là từ h3 rồi sl L, đây cũng dễ nhớ hay là 12345 một dãy dễ nhớ nhưng phương án d đây là p này rồi a còng này ss này w là in hoa này o r G này 123 này thì cái mật khẩu phương án d này khó nhớ hơn trong bốn phương án này. Đấy là khó phá hơn. Đấy, thế thì 12345 thì dễ, dễ 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 nhất rồi. Thế thì cái độ khó của nó là phương án d. Thì ta để ý này Nó gồm có ký tự thường và ký tự hoa này W là hoa này Rồi quân số này Và ký tự đặc biệt này Như vậy là mật khẩu là khó phá nhất đối với hacker Là có cả ký tự đặc biệt Có cả ký tự thường Và ký tự in hoa Và các quân số Và độ dài phải lớn hơn 7 chẳng hạn Đấy để Cái độ dài của nó là có bao nhiêu ký tự này Phải nhiều hơn 7 chẳng hạn Thì như thế là về mặt lý thuyết các thầy đã nêu rồi thì là cái mật khẩu à, khó phá nhất đối với hacker. Cho nên phương án à, D là đúng à, của câu hỏi này. Thì đến à, câu 5. Thì đâu là ví dụ của mật khẩu tốt? Tức là mật khẩu tốt là mật khẩu dài gì? Yên tâm, hacker khó phá đấy. Phương án A. Mật khẩu phải giống lý lịch của người sử dụng. Ngày tháng năm sinh. Thì cái này dễ bị lộ. B. Mật khẩu chứa nhiều hơn 7 ký tự gồm cả chữ hoa số ký tự đặc biệt đấy thì đây cái phương án B ta hình dung ra là theo vừa nêu ở trên là mật khẩu tốt phương án C mật khẩu chỉ gồm chữ và số thì nó không tốt bằng B phương án nào tốt hơn mà phương án D chọn mật khẩu có ít, ít hơn 6 ký tự thì nó quá ít đúng không dưới 6 ký tự thì 5 ký tự trở lại thì nó có ít thế cho nên trong bốn phương án phương án nào tốt hơn cả để gọi là à, được chọn lựa chọn một trong bốn phương án mà phương án nào tốt hơn cả phương án B chính là phương án mật khẩu tốt hơn cả thì chính là ta văn đúng và chúng ta đọc ở dưới đây phần mềm cũng báo cho ta biết là mật khẩu nhiều hơn 7 ký tự gồm có ký tự hoa ký tự số và ký tự đặc biệt Đấy chúng ta để ý à, để chúng ta nhớ như thế thế thì sau đó là chúng ta để ý là gì có rất nhiều các cái câu các cái câu hỏi về phần phần cứng nữa, đấy, cái lấy mua mô, mô tả, đấy, thì, thì chúng ta để ý là gì? À, có cả các câu virus là là các cái khái các cái khái niệm mà đấy, chúng ta đưa xuống phía dưới này, chúng ta tiếp tục đi tìm. Ví dụ như khái niệm một mai bằng bao nhiêu? Thì chúng ta để ý là gì? Biết là đơn vị nhỏ nhất mà một mai bằng 8 biết, thì chúng ta để ý đây là 8 biết, đấy, phương án đúng là 8 biết, đấy. 1 kb bằng 1 kb bằng bao nhiêu thì các em để ý đây chính là 1024 bài à, thì đơn vị đua thông tin trong lý thuyết cái file lý thuyết vừa nãy là các em phải học các em phải đọc những cái gì quan trọng nhất các thầy đưa ra file lý thuyết rồi đấy thứ hai là câu 26 này phần cứng này các thiết bị nào có thể thiếu à, trong một bộ phận của máy tính phương án a là ổ điểm mềm phương án b là màn hình phương án c là bộ nhớ ram phương án dg là bộ nguồn như vậy chúng ta suy luận bộ nguồn là phải có cái hoạt động được bộ nhớ giam có hoạt động được màn hình phải có với hoạt động được ổ đĩa mềm có cũng được không có cũng được thế cho nên là có có thể thiếu cũng không sao thế cho nên phương án a là ổ đĩa mềm là là đáp án đúng đấy chúng chúng ta để ý là gì đấy đến đây là các thiết bị phần cứng này đấy các cái câu này chúng ta đã, đã học các thiết bị phần cứng đây thí dụ như là đâu là thiết bị lưu trữ dữ liệu phương án A là máy in, phương án B là webcam, phương án C là USB, phương án D là là các cái cần điều khiển. Đấy. Thế thì ta để ý là hiện đây ta gọi là, 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 thiết bị lưu trữ mà đây là USB đúng không? Đây chính là USB. Đấy, chúng ta chúng ta để ý thế. Đấy. Thì hai câu 32 này thành phần nào của máy tính có thể ngăn máy tính khởi động nếu nó bị hư, hỏng hoặc kết nối không đúng cách thành phần nào của máy tính có thể ngăn máy tính khởi động nếu bị hư hỏng hoặc kết nối không đúng cách phương án A là ổ đĩa cứng này. phương án B là bàn phím phương án C là máy in phương án D là chuột thì chúng ta để ý thì có khi là chúng ta rút bàn phím ra thì máy tính nó vẫn hoạt động chúng ta rút máy in ra máy tính vẫn hoạt động chúng ta rút chuột ra máy tính vẫn vẫn hoạt động cho nên B C D là phương án gây nhiễu ổ đĩa cứng đấy cho nên chúng ta để ý là và đáp án là ổ đĩa cứng Đấy như vậy trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm ở cái mục này. Còn các cái mục chúng ta kích chuột vào câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đây, trọng tâm đây thì quay chúng ta quay lui lại. Đấy thì các em tiếp tục ở các mục sau. Thì như vậy cũng tương đối dài rồi, thầy giáo xin dừng ở đây. Thì như vậy là à, còn rất nhiều mục thì thầy sẽ làm video sau. Đấy thì các em chú ý Đấy, không nên chủ quan đối với môn tin học. Thì học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số màn hình. Còn các em trong quá trình làm việc muốn thoát ra khỏi phần mềm à, để học thì chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này. Chúng ta chọn thoát để chúng ta kết thúc phim làm việc với phần mềm. Đấy thì học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo. Thiêu một trong hai số trên màn hình một hai ba hoặc năm sáu năm 54. Đây là cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập phần mềm học ôn tập môn tin học theo hình thức trắc nghiệm, môn kiến thức chung, môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. À, thì thầy giáo chúc các em thành công và các em thấy video của thầy hay bổ ích mà chưa ấn vào nút đăng ký thì hôm nay trên YouTube các em nghe các em ấn vào nút đăng ký sau ấn vào nút hình chuông để nhận video tiếp theo thầy giáo cảm ơn các em